Trải qua bao thăng trầm của thời gian cùng những biến cố lịch sử, cầu Long Biên vẫn hiên ngang giữa đất trời và trở thành một trong những biểu tượng của thủ đô nghìn năm văn hiến. Cầu Long Biên được khởi công từ tháng 9 năm 1898 do Pháp thiết kế và xây dựng. Cầu có chiều dài hơn 1,6 mét, kết cấu ban đầu là cầu dàn thép, đường sắt chạy ở giữa và hai bên dành cho phương tiện đường bộ. Cầu gồm 19 nhịp dầm thép đặt trên 20 trụ với lối kiến trúc độc đáo. Đây là cây cầu thép đầu tiên bắc ngang qua sông Hồng của Hà Nội. Cầu Long Biên đã được đưa vào khai thác hơn 120 năm. Sau cuộc đại tu sửa năm 2015, cho đến nay nhiều nhịp cầu đã xuống cấp, nhiều trụ cầu, lan can đã hoen rỉ và xô lệch. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định duy tu, bảo trì cây cầu. Trong đó tập trung hai hạng mục là sơn toàn bộ phần lan can thượng lưu và hạ lưu, thay các tà vẹt đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Việc duy tu bảo trì vẫn được thực hiện theo đúng với kế hoạch mỗi năm một lần. Tuy nhiên, lần sơn lại cây cầu gần nhất đã cách đây 14 năm. Những ngày gần đây, dưới tiết trời nắng gắt, những công nhân vẫn miệt mài tiến hành sửa chữa, thay áo mới cho cây cầu Long Biên. Hiện tại là bây giờ là có lan can, xong rồi duy tu hàng tháng. Quy trình của sơn sửa này là phải cạo rỉ, đánh rỉ thật sạch, tất cả các ngóc ngách. Rồi mới được sơn chống rỉ, sơn chống rỉ xong rồi đảm bảo thì mới được sơn sáng. Hiện chiếc cầu đã được sơn sửa lại nửa phần một bên lan can và nhiều nhịp cầu đã được bảo trì. Dự kiến việc mặc áo mới cho cầu Long Biên sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm 2021.